Chuyển sang thông tin quốc tế, theo lực lượng quân sự của Libya thì con số hơn 2.000 người chết mới chỉ tính riêng tại thành phố Dema. Ngoài ra còn khoảng từ 5.000 đến 6.000 người hiện nay vẫn đang mất tích. Thảm họa xảy ra khi cơn bão Daine trút mưa xối xả xuống khu vực phía đông của đất nước, làm vỡ hai con đập ở phía nam của thành phố Dena, gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Người đứng đầu chính phủ được quốc hội hậu thuẫn ở miền đông Libya là ông Osama Hamed đã mô tả tình trạng trên là thảm khốc và chưa từng có trong lịch sử của nước này. Các đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cũng cho thấy ô tô chìm sâu trong nước, các tòa nhà sụp đổ và lũ cuốn ồ ạt tại các đường phố. Đường dây điện thoại đã bị cắt đứt hoàn toàn. Người đứng đầu cơ quan cứu thương và khẩn cấp Libya, ông Osama Ali, không xác nhận với CNN về số người chết. Con số mà quân đội của nước này đưa ra cao hơn nhiều so với con số là 150 đến 250 người thiệt mạng mà tổ chức trăng lưỡi liềm đỏ ở nước Bangui ước tính và cung cấp trước đó cho Reuters. Cả thành phố Dena, nơi bị thiệt hại nặng nề nhất, có dân số tổng cộng là 100.000 người và hiện vẫn khó thống kê chính xác số người thương vong do liên lạc bị ngưng trệ và tình hình xung đột kéo dài hàng thập kỷ trong khu vực này.